Linh kiện laptop tin cậy 100, xin chào các bạn. Thì với video lần này, linh kiện laptop tin cậy 100 sẽ giới thiệu đến các bạn hình ảnh của chiếc sạc laptop Lenovo chuẩn chân cắm là Type-C các bạn nhé. Đây là chuẩn chân cắm Type-C. Thì với video lần này thì linh kiện laptop tin cậy 100 sẽ đi qua những cái đặc điểm nổi bật của chân cắm, chuẩn chân cắm Type-C, giá thành tại cái thời điểm hiện tại, và chúng ta mua hàng thì chúng ta sẽ chọn chiếc sạc như thế nào thì để cho nó yên tâm và cho nó tốt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi qua cái đặc điểm nổi bật của chuẩn chân cắm Type-C này các bạn nhé. Thì chuẩn chân cắm Type-C này nó là một cái dạng chuẩn chân cắm sạc mới, nhỏ gọn, và cái tốc độ sạc của nó là siêu nhanh. Cái độc đáo của cái sạc này thì nó rất là độc đáo các bạn nhé. Thì là mình sẽ đi qua nó này. Cái độc đáo thứ nhất, nó lại có thể cắm ngược hoặc cắm xuôi, hoặc là chúng ta cắm mặt trên, cắm mặt dưới, thì tức là chúng ta xoay kiểu gì cũng được thì nó vẫn có chức năng là sạc cho máy. Đấy là cái thứ nhất. Cái độc đáo thứ hai là chúng ta sẽ quan tâm đến cái điện áp đầu ra của nó. Cái điện áp đầu ra của nó đối với cái sạc này là 20V 2,5A. Nhưng đặc điểm nổi bật của nó là nó có các cái mức dao động như 15V, 3A, 9V, 2A hay là 5V, 2A. Cái này đồng nghĩa với việc là chúng ta có cắm vào nhiều các cái thiết bị đang hoạt động mà nó dùng cái điện áp như là 15, 3A hay là 9V, 2A hay là 5V, 2A thì nó đều chạy tốt các bạn nhé. Và nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của các cái linh kiện đấy mà nó đều chạy và sạc làm việc tốt. Đây là cái đặc biệt độc đáo nhất của cái chuẩn chân cắm, cái sạc mà có cái chuẩn chân cắm Type-C này. Thì hiện tại bây giờ thì hầu hết các cái thiết bị thì nó đều dùng cái chuẩn, nó đang bắt đầu thay thế và sử dụng cái chuẩn chân cắm Type-C này. Đấy. Thì đối với lại cái sạc chuẩn chân cắm Type-C, cái sạc chuẩn chân cắm Type-C mà cung cấp tại linh kiện laptop tin cậy 100 ấy, thì nó có cái đặc điểm về hình ảnh như là cái logo Lenovo thì nó được in chìm, và nó chúng ta khi mà sờ vào cái logo này chúng ta sẽ thấy là nó sần sần lên đấy, tức là nó nổi lên đấy, nhìn nó rất là khôn sạc đấy các bạn thấy không. Thì cái chân cắm vào máy, vào nguồn điện lưới thì nó sẽ cắm bằng trực tiếp đây chính là cái chân cắm, và hay nói khác đi là cái chuẩn chân cắm này khi cắm vào nguồn thì cái này nó thiết kế là liền với này cái củ sạc hình hộp vuông này các bạn nhé. Còn cái sợi dây này dài, nó khá là dài đấy các bạn, nó chiều dài của nó là 1m70 15, cộng với cái chiều dài của thân sạc này khoảng tầm 10-15cm nữa các bạn, thì nó sẽ cho một cái sợi kiểu dây của cái củ sạc nó dài 2m. Đấy, sợi dây dài 2m. Thì giá tại thời điểm hiện tại của cái sạc này mà linh kiện laptop tin cậy 100 ấy cung cấp ra, đây các bạn nhé, chỉ cần truy cập vào website bàn phím laptopviet.vn, các bạn chỉ cần gõ là Type-C các bạn này. Đấy, thì là chúng ta sẽ mở ra nhé các bạn nhé. Đây, thì cái chuẩn chân cắm Type-C này, chuẩn chân cắm Type-C này nó sẽ dùng cho những cái con máy như là Lenovo ThinkPad E480 này, đấy, E580 này, hay là ThinkPad L380, L480, L580. Đấy là chuẩn chân cắm Type-C. Các bạn truy cập vào thì các bạn sẽ biết được các cái thông tin liên quan. Thì linh kiện laptop tin cậy 100 cung cấp cái sạc chuẩn chân cắm Type-C này với hình hộp vuông các bạn ạ. Bảo hành là 1 năm. Các bạn mua trên toàn quốc thì là cái cước mà ship hàng trên toàn quốc là 25.000. Và chúng ta sẽ nhận được hàng trong vòng từ 1 ngày rưỡi cho đến khoảng tầm 3 ngày tùy khu vực nhé. Ở miền Bắc thì nhanh hơn, miền Nam thì lâu hơn một chút. Thì giá tại thời điểm hiện tại của linh kiện laptop tin cậy 100 cung cấp ra là 529.000. Tức tại cái thời điểm tháng 7 năm 2019. Đối với chiếc sạc này thì các bạn có thể mua và sử dụng 30 ngày thích là đổi các bạn nhé. Chúng ta này, chúng ta mua hàng thì 30 ngày chúng ta thích là đổi.
tức là chúng ta cảm thấy không thích hay là có lý do gì đó chúng ta đều được đổi, và thời gian bảo hành thì sẽ được đổi mới chứ không sửa chữa. Các bạn nếu có nhu cầu mua hàng thì có thể đặt hàng trực tiếp tại website hoặc là liên hệ trực tiếp với lại nhân viên kinh doanh ở khu vực hỗ trợ trực tuyến các bạn nhé. Khi mà các bạn mua hàng thì các bạn lưu ý như sau. Thì chúng ta lưu ý là cái sạc Lenovo làm sao mà chúng ta cầm nó chắc tay. Chắc tay này, sạc nhìn nó khôn sạc với cái thời gian bảo hành dài. Thì trên thị trường này nó có 3 cái loại hình dáng cơ bản, là hình hộp vuông này, hình hộp chữ nhật và hình oval các bạn nhé. Tuy nhiên thì nó có một vài hình như vậy nhưng chất lượng thì nó cũng sàn sàn như nhau thôi các bạn ạ. Tại linh kiện laptop Linh Kiện 100 thì cung cấp cái sạc hình hộp vuông. Đấy là vừa rồi thì linh kiện laptop Linh Kiện 100 đã đi qua các cái ý chính như là đặc điểm nổi bật của sạc này, chúng ta lưu ý gì khi mua này, đấy, và cái giá thành tại thời điểm hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.